Mỹ chưa, thấy Việt Nam chưa? Quá dữ luôn. Không dám nhìn luôn hả? Ôi, tại cũng tạm nhìn nữa. Tại cũng tạm nhìn hả? Con che hết cái màn hình rồi, không thấy đường nữa. Trời. Rồi, Đặng Văn Lâm chỗ tay đây. Đặng Văn Lâm chụp hay lắm. Được. Đá quá nhẹ.
chụp được là thắng luôn phải không? Chụp được thắng luôn phải không? Nó đang ra ngoài. Ra ngoài. Ra ngoài đi. Ra ngoài. Lên trời. Lên trời. Đã lên trời đi. Chốt lên trời. Trời ơi. Cũng không làm trò gì trời. Trái này vô là thắng luôn phải không? Tiến Dũng hay lắm. Bye bye. Về đi Bảo. Như đây cũng là cái gì mà gọi là tất cả.